Hôm qua, đoàn tăng ni Phật tử một số chùa của huyện Thanh Chương đã thông qua đài phát thanh truyền hình Nghệ An ủng hộ tiền và vật chất động viên nhân dân và các cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quà của tăng ni Phật tử hai chùa Thầy Lễ và chùa Bác Thế Giới Chung ở xóm 5 xã Hạnh Lâm huyện Thanh Chương ủng hộ cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, gồm 20 triệu đồng tiền mặt và 140 bộ quần áo, mũ ấm. Đây là tình cảm của các tăng ni Phật tử gửi tới cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi hải đảo của Tổ quốc.